Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là 5 cặp Redman nha các bạn. Một con xin nha. Đây đứng trước mặt bạn là cặp Redman đầu tiên này các bạn. Cặp này là hiếu đủ 1m1 bò các bạn. 36.500.000 nha các bạn. Hiếu đủ 1m1 bò 36.500.000. Đây. Chân bóng là hoàn thiện các bạn. Cặp này là manh trụi nè các bạn, cặp này manh trụi nha. Chân voi xương cối các bạn. Lương hắn băng đòn dài sọc các bạn ơi. Hiếu đủ 1m1 bò 36.500.000 nha các bạn. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Giá 36.500.000 nha các bạn, hiếu đủ 1m1 bò. Manh trụi nè các bạn. Yếm dậu nghiêm chỉnh nha các bạn. Chân móng hoàn thiện man này, manh bơm nha các bạn. Cặp này thì giá 36.500.000 nha các bạn, thiếu đủ 1m1 bò. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp nha các bạn. 36.500.000. Còn đây là cặp này thì chủ báo giá là 43.000.000 rồi các bạn. 43.000.000 cao 1m15 bò. Man này cao 1m15 bò rồi các bạn. Chân dồi xương cối lưng đôi. Con này thì mầm bò nha các bạn. Rất mầm bò nha. Cao 1m15 bò rồi các bạn. Chân dồi xương cối lưng thẳng băng luôn. Đít này các bạn không. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh nha các bạn. Yếm dầu nghiêm chỉnh nha. Đây con này nữa các bạn. Cao 1m15 bò luôn rồi các bạn. Yếm dầu nghiêm chỉnh nè. Lưng thẳng băng các bạn. Con này đầu trụi luôn các bạn ơi. Con này đầu trụi luôn. Chân dò xương cối các bạn. Chân móng hoàn thiện nha. Chân dò xương cối cặp này thì 43.000.000 các bạn. Cao 1m15 bò 43.000.000. Anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video các bạn. Cặp này 43.000.000 rồi các bạn. Còn đây là cặp này thì cao 1m12 bò rồi các bạn. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh. Chân móng hoàn thiện nha. Cao 1m12 bò này, chân móng hoàn thiện nè các bạn. Đòn dày sọc các bạn ơi. Đòn dài sọc à. Banh bơm nha các bạn, đòn dài sọc nè. Cao 1m12 bò các bạn. Lô này mới về các bạn. Chân dồi xương cối luôn, cao 1m12 bò. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, đòn dài sọc các bạn. Đây nữa. Cặp này thì chủ báo giá là 42.000.000 nè các bạn. Cao 1m12 bò 42.000.000. Lưng thẳng băng đòn dài sọc các bạn. Yếm dậu rồi nghiêm chỉnh nha. Cặp này 42.000.000. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Cặp này cao 1m12 bò nha các bạn. Nó đồng nhau các bạn, rất là đồng nhau nha. Cao 1m12 bò. Giá 42.000.000 nè các bạn. Đít này các bạn không? Đít là chân móng nó hoàn thiện các bạn. Gu bật lên, chân móng hoàn thiện, đầu to, đầu dài sọc các bạn. Chân dồi xương cối luôn. Cặp này đồng, cũng đồng bò lắm các bạn. Cặp này đồng bò. Yếm dậu rồi nghiêm chỉnh nha các bạn. Giá 42.000.000. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Đồng đồng bò, cặp này đồng đồng bò các bạn. Lưng thẳng băng luôn các bạn. Lưng thẳng băng đòn dài sọc luôn. Còn cặp này thì chủ báo giá là 47.000.000 rồi các bạn. Cao 1m2 bò rồi các bạn. Chân dồi xương cối. Cao 1m2 bò 47.000.000. Manh tay lớn các bạn, đầu trụi nè. Đó, anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment cho mình video nha các bạn. Cặp 47.000.000 các bạn không. Cao 1m2 bò cứng nha các bạn. Quá lực bò nha. Yếm dầu nghiêm chỉnh nha các bạn, đầu trụi yếm dầu nghiêm chỉnh nha. Lưng thẳng băng đòn dày sọc các bạn, đầu to. Tay lớn, yếm dầu nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Chân dò xương cối các bạn,
Cặp này thì 47 triệu nè các bạn, cao 1m2 bò. Chủ báo giá là 47 triệu, cao 1m2 bò nè các bạn. Đó ao các bạn ơi. Lưng thẳng băng nè, đòn dày sọc. Cao 1m2 bò giá 47 triệu nè các bạn. Đó, anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình, comment trên màn hình video nha các bạn. Chân dồi sườn cối luôn. Cặp này xứng bò các bạn, cao 1m2 bò. Cặp này rất xứng nha các bạn. Còn đây là con xin nè các bạn. Con xin cao 1m25 bò nè các bạn. Chân dồi sườn cối luôn, yếm dầu nghiêm chỉnh, sái tích nghiêm chỉnh luôn. Đuôi dài phết đắt luôn, lưng thẳng băng. Cao 1m25 bò. Xin khú mà, xin khú nha các bạn. Chân móng sò xin khú, sái đúng. Đít này các bạn không, đòn dày sọc luôn nha các bạn, đòn dày sọc luôn. Con xin khú này chứ con man tay lớn này á, thì chủ báo giá 50 triệu rồi các bạn. Man này thì đầu đít rồi các bạn không, đòn dày sọc nè, đùi dài cao 1m25 bò nha các bạn, chân móng hoàn thiện nha, lưng thẳng băng, đòn dày sọc giá 50 triệu nha các bạn, cao 1m25 bò, yếm dậu nghiêm chỉnh, chân dồi xương cối giá 50 triệu. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của chủ bò mình, comment trên màn hình video các bạn. Năm mươi triệu các bạn thấy không, cao 1m25 bò quá lực các bạn, chân dồi xương cối yếm dầu nghiêm chỉnh, lưng thẳng băng. Con man tay lớn này cũng vậy các bạn, lưng thẳng băng. Con xin với con man tay lớn này chủ báo giá là 50 triệu nha các bạn. Cao 1m25 bò. Đo ngay sái nha các bạn. Lưng thẳng băng, đòn dày sọc. Yếm dầu rồi là nghiêm chỉnh hết tất cả các bạn. Chân vô xương cối móng sò hết. Giá 50 triệu, cao 1m25 bò. Còn bây giờ mình sẽ quay cận cảnh những con bò lại một lần nữa cho các bạn xem chi tiết hơn nha các bạn. Rồi anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình, comment trên màn hình video nha các bạn. Và mình xin được báo giá lại là 5 cặp bò này một lần nữa nha các bạn. Một cặp 36 năm nha các bạn, cặp 43, cặp 42, cặp 47 và cặp 50 triệu nha các bạn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha các bạn.